Thank you.
làm danh. Chim khôn quá các bạn. Chắc là được khoảng 40 con. Chào các bác nhé, để em ra gỡ cái. Giống này. Còn một ít nữa để lại làm giống các bạn. Lúc đấy được 50 mấy con nhỉ? 51 hay 52 con. Con này chắc được 30 nữa. À, vẫn còn cháu bụi lau kìa. Cháu ba nha, em đi gỡ chim gái. Hôm nay làm 2 phát thôi các bạn. Hai chú cháu lại gỡ chim đi về thôi. Chào bác.